Hoan nghênh quý vị đón xem bản tin tiếng Việt ngày 4 tháng 10 của đài truyền hình PBS Đài Loan. Cơn bão tầm trung Koinu vào 9 giờ sáng nay đã tiến đến khu vực bán đảo Hằng Xuân và khu vực phía đông Đài Loan. Dự báo ngày mai sẽ bắt đầu đổ bộ vào đất liền. Tiếp theo sau Đài Đông, một số huyện thị ở khu vực phía nam như Cao Hùng, Đài Nam, Gia Nghĩa và Vân Lâm cũng đã ra thông báo nghỉ tránh bão từ 6 giờ tối nay. Đường đi của bão Koinu hiện đã điều chỉnh hơi lệch về phía Bắc. Phạm vi cảnh báo bão trên đất liền cũng được mở rộng về phía Bắc. Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào sáng thứ Năm. Hiện tại, sau khi vòng xoáy của bão chạm đất liền, gió và mưa cũng đã mạnh dần lên. Ngoài Hoa Liên Đại Đông chịu ảnh hưởng thì khu vực từ Miêu Lực trở xuống phía Nam cũng được đưa vào phạm vi cảnh báo. Vân Lâm, Gia Nghĩa, Đài Nam, Cao Hùng và Bình Đông cũng đều đã thông báo nghỉ học nghỉ làm từ 6 giờ tối nay. Dù bão sắp đổ bộ vào sáng hôm nay, vẫn có nhiều người dân tìm đến điểm tham quan nổi tiếng cánh buồm đá ở Cần Tiên để ngắm sóng. Lực lượng tuần tra biển đã triển khai công tác tuần tra theo thông lệ, tiến hành khuyên nhủ và ngăn không cho người dân tiếp cận khu vực bờ biển để tránh nguy hiểm. 沙镇台风来袭，位于垦丁的南湾游乐区，现在已经将沙滩给封闭起来。我们可以看到呢，现场其实这个风浪是逐渐的这个增强。 Khu vực nạn quan bị kéo dây phong tỏa để cấm người ra vào, bàn ghế bị che chắn để chuẩn bị phòng chống bão, khiến một số du khách khá thất vọng, chỉ có thể đứng trên bờ xa để ngắm sóng. Cũng có một số du khách tới thăm Cần Tiên vào dịp này, nhưng không may lại gặp phải bão, nên đã quyết định quay về nhà sớm. 我们昨天其实有过来看一下的，对啊，就是不能玩水，至少来看一下浪这样子。对，我们就是知道台风要来，所以我们赶在台风来之前就先看一下那个路径图还有时间，然后赶在台风来之前就安排回去。 Do bão sắp đổ bộ nên từ sáng sớm đã có khá đông người tranh thủ đi chợ mua thực phẩm. Dù giá bán đã gấp đôi, nhưng sức mua vẫn không giảm, thậm chí còn đông hơn cả ngày thường. Văn phòng thị trấn Hạnh Xuân cũng đã chuẩn bị bao cát để người dân mang về che chắn chuẩn bị chống bão, với hy vọng có thể giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Dù bão Koinu chưa đổ bộ, nhưng từ tối qua sức gió đã tăng mạnh, khiến một số cây xanh trên đường Thái Duyển thuộc quận Bắc, thành phố Đài Trung đổ ngã, đè lên xe và nhà của người dân. Tại Chương Hóa, cây xanh tại một số tuyến đường cũng bị bật gốc. Cột đèn trước nhà ga xe lửa của thành phố cũng bị quật ngã. Rất may là không có trường hợp thương vong xảy ra. Vào sáng sớm hôm nay, sức gió mạnh đã làm cho một số cây xanh trên đường Thái Duyển thuộc quận Bắc, thành phố Đài Trung bị bật gốc chắn ngang đường và đè lên nhà tôn phía đối diện làm tắc nghẽn giao thông. Phía cảnh sát ngay sau khi nhận được tin báo đã đến hiện trường để xử lý. Tại Chương Hóa cũng xảy ra tình trạng cây xanh bị nghiêng đổ trước đợt gió mạnh xuất hiện vào hôm qua. Cột đèn phía trước ga xe lửa thành phố Chương Hóa cũng không trụ được, ngã đè lên đường dây điện ở gần đó. Rất may là không có trường hợp thương vong nào xảy ra. Trước mối đe dọa từ bão Koinu, chính quyền huyện Đài Đông đã cho nghỉ bão từ chiều nay. Tuy nhiên, một số người dân lại bất mãn vì quyết định này. Phía chính quyền nhấn mạnh tiêu chí nghỉ bão được đánh giá dựa trên mức độ nguy hiểm của cơn bão, đồng thời kêu gọi người dân cần làm tốt công tác chuẩn bị để phòng bão. Bên cạnh đó, một số người dân đã hủy các chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ vì e ngại vấn đề mưa bão. Huyện Đài Đông là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên khi bão Koinu đổ bộ. Vào tối hôm qua, chính quyền huyện Đài Đông tuyên bố cho người dân nghỉ tránh bão từ chiều nay, khiến nhiều người bất mãn cho rằng tiêu chuẩn nghỉ bão hiện không rõ ràng. Phía chính quyền huyện nhấn mạnh quyết định đưa ra dựa trên dữ liệu khoa học và các tiêu chuẩn quy định, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Bão đến ngay thời điểm trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh khiến một số du khách hủy bỏ kế hoạch du lịch. Hiện tác động không lớn nhưng cũng cần phải quan sát thêm tình hình giao thông bị ảnh hưởng sau khi bão đổ bộ. 这次我们7号到10号的国庆连续假期，目前对这个住房率影响不大，目前只有零星的退房。 Bão đang tiến gần đến Đài Đông, các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ngoài trời để chuẩn bị cho triển lãm dự kiến diễn ra trong tháng này cũng đã được tháo dỡ. Bắt đầu từ chiều nay, Đài Đông sẽ bước vào vùng ảnh hưởng của bão Koinu. Chính quyền huyện kêu gọi người dân sinh sống ở khu vực ven biển khẩn trương tăng cường công tác phòng chống bão. Tháng 3 vừa qua, Cục Hình sự và Cục Hải quan Đài Loan đã triệt phá được một đường dây vận chuyển 10kg amphetamine được giấu trong những lon sữa bột gửi đi từ Mỹ, giá trị ước tính hơn 10 triệu đài tệ. Phía cảnh sát đã bắt được hai đối tượng tình nghi và hiện đang mở rộng điều tra để truy tìm kẻ chủ mưu.
Những lon sữa thương hiệu sản xuất từ Mỹ thoạt nhìn cứ như sản phẩm sữa bột thông thường, nhưng bên trong hoàn toàn không đơn giản. Trước đó, Cục Hình sự đã nhận được thông tin tình báo sẽ có lô ma túy được vận chuyển qua đường biển. Vì thế, vào tháng 3 năm nay, đã phối hợp với Cục Hải quan để tiến hành kiểm tra kiện hàng khả nghi được gửi từ Mỹ ngay tại cửa khẩu. Kết quả phát hiện bên trong có 10 lon sữa bột. Trong mỗi lon có dấu khoảng 1 kg ma túy amphetamine. Nhìn từ bên ngoài, ma túy có màu vàng nhạt trông giống như sữa bột. Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm là một người họ Tiêu và một người họ Trần. Hai nghi phạm khai nhận nếu vận chuyển trót lọt sẽ nhận được mức thù lao là 300.000 đại tệ. Theo định giá trên thị trường chợ đen, lô ma túy này có giá trị hơn 10 triệu đại tệ. Cảnh sát nhận định số ma túy này có thể được sử dụng để pha trộn với các loại đồ uống ma túy mới nổi. Sau khi thẩm vấn, toàn bộ vụ án đã được chuyển giao xử lý với tội buôn bán ma túy. Hai nghi phạm cũng đã bị tòa án ra quyết định tạm giam và cấm tiếp xúc, đồng thời đang tiếp tục mở rộng điều tra để tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Hôm qua ngày 3 tháng 10 đã xảy ra vụ nổ súng tại một trung tâm thương mại có khá đông khách du lịch người nước ngoài ở Bangkok, làm cho 2 người thiệt mạng, 5 người bị thương. Đối tượng gây án là một thiếu niên 14 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Vào chiều hôm qua ngày 3 tháng 10 tại trung tâm thương mại Siam Paragon ở Bangkok, Thái Lan đã xảy ra vụ xả súng khiến hàng trăm người hoảng sợ tháo chạy, cảnh tượng vô cùng hoảng loạn. Từ những video được truyền tải trên các trang mạng, có thể nghe thấy rõ tiếng súng phát ra từ bên trong tòa nhà, sau đó là hình ảnh người dân chạy về hướng cửa ra vào. Vụ nổ súng đã làm cho 2 người chết, gồm một du khách người Trung Quốc và một du khách người Myanmar. Ngoài ra còn có 5 người bị thương, bao gồm 3 người Thái Lan, một người Trung Quốc và một người quốc tịch Lào. Phía cảnh sát cho biết, chỉ trong vòng chưa đầy một giờ sau vụ xả súng đã bắt giữ được đối tượng gây án. Nghi phạm là một thiếu niên 14 tuổi, hiện đang làm rõ động cơ gây án. Vừa rồi là bản tin tiếng Việt đài truyền hình PTS Đài Loan. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Phần cuối của bản tin xin mời quý vị đón xem tê giác sơ sinh ở Sumatra và xin hẹn gặp lại.